Hello, hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ nói về cái giải vương giả chi chiến ở server S1, một trong những cái server các bạn khá là quan tâm. Thì đợt này thì các bạn thấy là Legion từ thánh giới đã chuyển thành tiên. Thứ nhất, tại sao lại bạn này chuyển thành tiên? Bởi vì chuyển thành tiên thì sẽ lấy được cái slot để đi giải liên server. Bởi vì tiên thì bạn này có cơ hội cạnh tranh, vì thế bạn này đã chuyển sang. Với việc chuyển sang như thế này thì bạn này hiện tại phối kết hợp khá là nhiều phe, hầu như là đủ đủ tứ phe luôn, bao gồm có Natra, Natra tiên, Nguyệt Lão tiên, Thiên Hậu tiên. Chỉ cần các bạn chuyển chuyển main ấy, chuyển main, bạn này đang chuyển main là thành phe tiên thì đội hình sẽ trở thành tiên thôi. Đấy, cũng khá là đơn giản. Và thứ nhất là Natra lực chiến cao nữa thì sẽ tự động chuyển tiên với 12 triệu tấn công dã man. Đấy, với việc mà chuyển đổi như thế này, dở dang như thế này thì sẽ như thế nào thì chúng ta cùng xem một tí. Hàng hai của bạn này thì 2 tỷ 6 thôi, là với một nick mà nạp khoảng 200-300 triệu như Legion, và đánh với một nick nạp 100 triệu như bạn đẹp trai hai mái thì nó khá chênh nhau khá nhiều. Chúng ta sẽ đảo qua một chút thôi. Bạn Legion đánh thắng với tỷ lệ là thắng là hầu như là tuyệt đối hay không. Hai bên đều cho Natra vị trí đánh đầu. Vì thời gian còn hạn hẹp nên mình sẽ tua nhanh cho các bạn xem nhanh thôi, để chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề yêu giới nó hay hơn nhiều. Đấy, đam rất là to các bạn. Natra bên kia đam không chênh nhau quá, chênh nhau tận một tỷ mấy lần chiến. Với đam của Legion là đam ao trình ấy. Đam của Legion là nó những đam siêu ao trình luôn các bạn. Ao trình dã man. Cùng người cùng lực chiến với Legion ấy, có khi còn 10 triệu tấn công. Còn Legion đôi lúc đã đến 12 triệu rồi. Nên đánh với Legion thì hầu như là sẽ một vòng. Khi qua vòng 2 lắm. Nan ra Du Long Quy Hải đúng không? Còn Du Long Quy Hải không? Ôi, Mai Khai Nhi Độ đến từ Natra này. Natra ăn cái Mai Khai Nhi Độ cho mọi xe. Vậy là ấy, các bạn thấy chưa? Ăn cái Mai Khai Nhi Độ cộng thêm với cái búp của Thiên Kỹ Táo Quân nữa. Ăn no nữa. Đấy, lượng đam rất là to. Lên đến vòng 2 rồi. Ui, anh ma. Nghĩa là sau khi ăn cái hiệu ứng Mai Khai Nhị Độ nè, đến từ Thiên Hậu xong nhé, thì lúc đó vừa kết thúc chuyển qua vòng 2, lúc đó Natra lại có thể là tận dụng cái nội tại của mình khi mà chưa bị chết thì có được đánh thêm một lần nữa. Ok, chúng ta sẽ chuyển qua ở bên phe Thánh này, do có HD bé mít khá là khỏe thế nên cạnh tranh với HD bé mít cũng khá là nhàn, vì thế bạn này quyết định chuyển sang phe Tiên đánh cho nó dễ. Đợt này Legion cũng khá đầu tư đấy, lên khoảng 1 tỷ 9 rồi. Đấy, đợt này các boss thì hầu như là các boss riêng ở S1, có điều đặc biệt là các bạn minh giới là không ai lấy Natra cả. Nhưng các bạn mà xem clip của S6 mình vừa up ấy, thì bên đó thì hầu như minh giới lấy Natra khá nhiều. Đấy, sự khác biệt giữa hai phe. Tiếp theo chúng ta sẽ xem sự khác biệt ở thêm chỗ yêu giới thì bảng xếp hạng hiện tại là Tây Du Mộng đã top 2 rồi các bạn ạ. Tây Du Mộng của top 2 thì với việc mà Tây Du Mộng top 2 này, này sẽ ảnh hưởng như thế nào ở trận đấu này, đây mình cho các bạn xem đấy. Thì bên HD thì có Natra, Tây Du Mộng thì không có Natra. Đấy, nhưng Tây Du Mộng vẫn thắng được nha các bạn. Ván đầu tiên thì với việc mà Tây Du Mộng được đánh đầu nhưng bạn ấy thua. Ván thứ hai thì Tây Du Mộng thắng và ván thứ ba thì HD thắng. Nói chung là với những cái nick như này mình cũng không hiểu tại sao là các bạn ấy lại không nạp thêm kiếm Natra. Thật ra Natra nó cũng rẻ mà chỉ có 3 triệu thôi. Trong cái đó nick mình đã đầu tư đến mấy chục triệu rồi. Thì gắng thêm 3 triệu để chơi nó phê. Có thể là bạn này anti-fan Natra như mình chẳng hạn. Chơi hẳn hai đam ngân giáp và đại bàng kim xí nhé các bác.
thấy thất tinh trên bầu trời. Linh hồn bồi hồi, ta sẽ giúp ngươi quá giải hoang mang trong lòng. Ui, dính hiệu ứng luôn kìa. Ái thật. Tí nữa thì thắng các bạn ạ. Còn một tí nữa thôi. Khá là đen cho chủ nick nhỉ. Việc mà chơi hai đam thì khá là áp lực nha các bạn. Ừ, thường thì nếu mà muốn chơi hai đam ít nhất các bạn hạp trên 150 triệu kìa, chứ ở dưới 100 triệu chơi hai đam vẫn rất là áp lực. Nói chung là theo như mình nghĩ thì sát thủ tốt nhất các bạn cứ chơi một đam đi, ôn in đồ cho nó vẫn khỏe hơn rất là nhiều. Ồ, rất là tiếc đấy. Ừ, lịch chiến thì tranh cũng khá nhiều. Nói chung như thế này chúng ta sẽ biết được là sức mạnh của Nata nó ảnh hưởng khá là nhiều đối với cái cục diện trận đấu này. Đấy, một bên thì chỉ có 1 tỷ 5 và 1 tỷ 6 đi. Một bên là 2 tỷ 3, là chênh nhau tận 700 triệu. Đấy, các bạn thấy chưa? Mà tấn công của Đài Bằng Kim Sĩ này là 7 triệu 7 tấn công. Mắc pháp bảo chưa? 92 pháp bảo. Ui, bạn này chơi ngân giá. Các bạn ngân giá 1 triệu 1.4 triệu tấn công mà này trên ngân giáng. Nếu ngân giáng này thì lên hồng hoang sẽ ngon đấy các bạn. Ngân giáng này kiểu không tới, mình cảm giác là bi rất là đồng đều. Nếu mà ngân giáng đầu tư, mình cũng không biết đang đầu tư con gì đây luôn. Đấy, khá là khó để định hình được nick này đang hướng như thế nào, bởi vì vừa có cả ngọc hiền hồ ly thêm giảm phần trăm giảm sát thương nữa, nên mình cũng khá là cấn. Tuy rằng mà biết là để tính phía sau thì sẽ cho một lượng tấn công khá là nhiều. Đấy, nhưng ván thứ hai Tây Du Mộng này là người đánh sau rồi, Tây Du Mộng này là người thắng khá là ảo ma Canada nhỉ. Nhưng mà vì thế các bạn thấy chưa, với việc mà có Nata đối với yêu nó có thể rút ngắn được khoảng cách rất là lớn nha các bác. Ui, chơi cả tiên phạt chế nhân luôn mà đam vẫn không vào nhé. Bên kia đam hơi thấp. Tư duy bi yêu của bạn là Tây Du Mộng này cũng khá là lạ nhỉ. Mình cũng không biết là bạn này đang tư duy kiểu gì, bởi vì mình thấy ngân giác có hồi sinh, bạn này lo bị sợ thiếu đam à, hay là thấy đam mình nhiều quá. Bởi vì bạn này nếu mà tính cả hồi sinh là coi như bạn này có 3 đam luôn đấy, chết trong rồi hồi sinh dậy lại hơi cấn nhỉ. Nhưng sợ là lúc bạn này hồi sinh dậy ấy thì lượng đam sẽ không còn như tốt như trước nữa, bởi vì lúc đó có thể đồng đội của mình đã chết hết rồi, hoặc là có thể bạn này suy nghĩ là sợ phản đam. Nhưng tầm này thì các boss chơi với nhau, các top chơi với nhau ít khi người ta chơi phản đam lắm, vì phản đam nó không ăn thua, phản đam nó không khỏe. Các top mình solo với nhau tầm này thì đa số các top thì sẽ, các bạn để ý không, ít khi mà mình lên clip mà các top đánh với nhau mà có phản đam không khánh nhé, kiểu như ấy. Lần này thì thắng này khá là ảo ma các bạn nhỉ. Nghĩa là lúc này thì ngân giáng và đại vàng kim sĩ đủ đam để clear hàng trước và hàng sau. Đấy, còn lần đầu thì lại không đủ đam, khá là nhọn. Vậy ván thứ ba thì bạn này cũng không thay đổi vị trí, hầu như cả hai bên là khá là cũng không biết là nên thay đổi vị trí gì cho hợp lý. Nói như vậy cho nó đơn giản các bạn ạ. Một bên thì đế thính tanh, một bên thì đế thính bục đam giai đoạn đầu. Bạn này thì có tiên phạt chế nhân level 6 phê đấy nhở. Bạn HD này có tiên phạt chế nhân level 6 phải cái kích hoạt xuống đấy. Nói chung là được đánh trước rất là lợi. Ngân giác sắp đi đời nhà ma rồi kìa.
Ngân giác chắc đi đấy. Ui, ngân giác búp được, được búp giáp lên kìa. Đam không vào, các bạn không đi được. Căng đấy. Các bạn thấy chứ, chỉ cần có con Nata với tư duy bi chỉnh mà chúng là có thể đánh được chân gọn được 600 triệu lực chiến ở cái giải vô địch riêng giả luôn. Bạn TMHD này chắc là lần đầu tiên vào giải lên giải này luôn các bạn nhé. Đội hình bạn này cũng khá là chuẩn đấy. Bạn TMTM này này, HDTM này, có hai thiết phiến không thể thiếu này. Được cái là bên bên yêu thì cũng có cái hay chơi hai thiết phiến một ngọc diện hồ ly này, ba bọn nó thì có bất tử, các bạn chơi cũng tốt, nông nhân cải trai chơi khá là tốt giai đoạn này. Nếu mà các bạn chơi Natra có ý định bi như thế này cũng ổn. Mình xem đam của bạn là bạn này còn chưa phải là đam sát thủ đấy, bạn này mà đam sát thủ như ly gần thì có khi tây du mộng, không phải tây du mộng mà có thể đánh chênh được 1 tỷ lực chiến đấy. Đấy bạn SD này này, nếu mà đam to hơn nữa. Các bạn này, ui đam bạn này thấp cực kỳ, đam 5 triệu nhá. Các bạn nhá, đam 5 triệu, thấp hơn cả đam chú heo đấy các bạn hiểu không? Mà khỏe như thế, các bạn biết chú heo đam mấy triệu không? Chú heo là bây giờ đi full là đam 6 triệu mấy rồi. Sắp tới có khi mình lên 7 triệu rồi, các bạn thấy chưa? Đam chú heo đấy các bạn. Thấy dã man con ngan chưa? Đấy, kích 74 rồi. Mà trong khi đó bạn này cũng đi sát thủ, nói chung là nick chú heo là anti fan Natra nên không phải anti fan mà mình muốn làm nội dung cho các bạn xem cho nó có thêm góc nhìn đấy, xem mà năng lực của mình vi ngộ không đập vụt trên Natra kiểu gì. À, đâu rồi nhỉ, vương giả chiến còn 3 phút nữa nó sẽ reset, cũng gần 4 giờ sáng rồi mà cũng phải cắm cụi làm clip cho các bạn được cái ngày mai ngày mình nghỉ không phải đi làm. Đây các bạn thấy chưa, chênh nhau khá là nhiều. Đấy, 1,7 triệu 4, 80 triệu máu. Mà trong khi đó bên kia các bạn chơi, các bạn hiểu chứ? Có hiểu chứ, 5 triệu tấn công này mà để đục được 80 triệu máu ấy. Các bạn đục rất là mệt. Mà biết thằng Nata nó khỏe như thế nào rồi. Bạn này tăng sát thương PPP này. Bạn này đi toàn tăng sát thương nhá, bạn này đi toàn tăng sát thương. Vậy là tính yên, nếu mà 5 triệu này thì ít là nó cũng được khoảng 6 triệu tấn công nếu bạn này chuyển qua tấn công hết. Kỳ vật thì chắc chắn là bạo kích này. À, tăng sát thương, vậy là bạn này sẽ đi thuần về tăng sát thương quá chuẩn đấy. Vậy là đi giống bạn Slap nha các bạn. Nata thì theo như mình nghĩ thì các bạn nên đi phần trăm sát thương đi thật. Nata ấy. Thứ hai là nếu mà vì thế Nick Slap khá là khỏe. Khi mà cầm Nata như vậy bởi bạn này trừ chênh lệch giữa sát thương và giảm sát thương đối với những người đồng giai bạn này chênh rất là lớn, đôi khi nó chênh tận 50 đến 70% kìa. Nếu mà clear kẻ địch càng sớm ấy, thì cái sự chênh nó càng lớn hơn nữa. Chúng ta sẽ đi sâu vào tiếp một số trận đấu nữa đi của bên yêu, ví dụ như HTM này đánh với kinh nghiệm qua win cả kinh nghiệm qua và win cả Nguyệt Linh ấy, các bạn thấy chưa, kinh nghiệm qua này Nguyệt Linh cũng chơi yêu nhá, đấy thấy chưa. Nguyệt Linh là yêu là Nhu Ma Vương, nghĩa là chưa tối ưu cái lượng đam. Bên kia thêm thiết phiến là thêm 20% sát thương này các bạn nhé. Kèo căng đấy. Nhưng căng cũng không căng, nhưng thấy đam tuyệt đối. Nhưng được cái là bên này có tiên phạt chế nhân. Đấy, tiên phạt chế nhân kết hợp với ui tư duy giống kiểu chú heo. Nhưng được cái là may như bạn này chưa bi. Ui, không phải bạn này bi theo tấn công mà bạn này đi theo phần trăm sát thương cũng giống chú heo đấy. Chú heo đi theo phần trăm tấn công. Các bạn thấy đam nó ao chỉnh không? Các bạn đừng có nghĩ là cái tiên phạt chế nhân yếu, các bạn cướp được tơn phá đi một lần, ui bên kia lại hiệu ứng kìa, mạnh không, dã man đấy. Cái tiên phạt chế nhân nó mạnh dã man luôn, nó đối với nhá, đối với meta nông dân cải trai nó mạnh siêu mạnh luôn, nhưng nó lên hơi khó, hoặc là đối với những meta top tầm trung nhá nó hơi siêu mạnh, bởi vì mọi người ít lên, cái gì mà nó mà ít lên ấy thì nó sẽ trở thành mạnh, mà nhiều người lên thì nó trở thành bình thường. Các bạn hiểu không? Các bạn muốn chơi có những cái gì mạnh các bạn phải đi lối đi riêng kìa, các bạn đôi đi lối lối đi chung thì nó sẽ mang tính chất bình thường thôi, còn mà muốn độc lạ bình dương thì nó cũng có rủi ro, nhưng cái khi mà các bạn thoát được cái rủi ro đó thì sức mạnh của bạn rất là tối đa. Bạn này còn chưa cho đế thính ra sau nhá,
bạn tưởng tượng cái bạn này mà cho lý chính ra sau nữa thì lượng đam na trà nó to bỏ bố đi này, đế tính 20%, hai tiết phía là 40% mà 60%, 60% mà ngọc diện hồ ly hình như có không nhỉ? Mình thôi ngọc diện hồ ly mình không tính, tính cho cái thiên kỹ của táo quân ấy nó cũng khoảng được khoảng tầm 15% nữa là ít nhất nó cũng được 75%, 75% thêm của thần thông thiên kỹ quân chân hiển thánh của Dương Tiễn là nó thêm khoảng 40% nữa đi, 20 đến 40% nó 100 mấy rồi. Chứ kể là bạn này một đống minh văn phần trăm sát thương ấy, đầu má phần trăm sát thương nó to thế. Rén các bạn, khét lắm. Nó bi giống kiểu tiên giới xùi. Mấy ông này bây giờ tư duy tốt thế. Đây, mình ra Nguyên Linh và đánh xem kinh nghiệm hoa mà solo thắng luôn kìa. Kinh nghiệm hoa cũng chơi yêu nhá. Kinh nghiệm hoa đội hình tương tự luôn, nhưng mà chắc là tranh nhau bởi cái tiền phạt chế nhân các bạn. Đúng không? Ừ, tranh nhau cái tiền phạt chế nhân các bạn. Ăn thua ở cái tiền phạt chế nhân thôi, đơn giản cái thủ là như vậy. Bên kia thì không có tiền phạt chế nhân. Ôi dính thêm hiệu ứng nữa, kinh nghiệm hoa đen đấy nhỉ. Kinh nghiệm hoa này hình như cũng cùng tông môn với mình hay sao? Việc mà gã đàn để vị trí thứ nhất thì thứ nhất là nó rất là mạnh, nó có thể tối ưu được rất là lượng đam nếu kết hợp với tiên phạt chế nhân các kiểu, búp táo quân rồi búp mạnh bà nó rất là mạnh, nhưng nhược điểm của nó là dễ bị khắc chế bởi vì kẻ địch biết bạn là để vị trí đó thì người ta chỉ cần cho một con vị trí thứ nhất là hiệu ứng hoặc là phản đam là các bạn sẽ bị khóa mõm liền. Nhưng ở vị trí thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu thì nó lại một câu chuyện khác, người ta sẽ không nghĩ tới như vậy đấy, nó rất là hay cái góc nhìn nó là như vậy. Sắp tới thì chú heo bắt buộc phải để vị trí thứ nhất hoặc là để vị trí nào đó trước mặt của Nata để vụt chết Nata luôn các bạn. Vụt, nghĩa là tư duy của chú heo là một đam ao chỉnh rất là to, vậy thì đam to như thế là phải vụt ra kỹ năng là đập chết Nata luôn, đập xuyên cả bảo hộ của thần thông tiên thiên là xuyên luôn. Mà đợt này mình mới test được cái thần thông tiên thiên, cái lớp giáp đó nó đỡ bảo kích các bạn, cái giáp nó không tính bảo kích vào, cay, vì thế mình không đi bảo thương được, cay lắm các bạn. Kinh nghiệm qua và Nguyên Linh nhỉ, mình xem mà bảng xếp hạng một tí nào. Kinh nghiệm qua này 1,7 tỷ này, Nguyên Linh thì sao? Nguyên Linh 1,7 tỷ đấy, cùng cùng đồ nhá, chứng tỏ là màn HD này đấy 1,5 tỷ. Thế các bạn hiểu chưa, hai bên đều tranh nhau con 1,6 tỷ đi, 1,6 tỷ nhá, mà 1,7 tỷ này và bên này cũng là 1,7 tỷ, cùng có Nata, ba người có Nata bên này vẫn thắng, chứng tỏ là bên này thắng nhờ cái tiên phạt chế nhân nó ảnh hưởng khá là nhiều. Trong khi đó đội hình, nhất là đội hình này, đội hình của bàn này với đội hình của kinh nghiệm hoa khá là giống nhau đấy. Kinh nghiệm hoa thì có được cái là tấn công nó cao này, bằng chú heo này 6 triệu 8 này, nhưng bạn này là đi toàn tấn công, còn bên kia là đi toàn phun sát thương, các bạn thấy chưa, sự chênh lệch rất là nhiều. Chưa kể là cái này thì hỗ trợ cho đội, các bạn thấy chưa, cái góc tư duy của chúng ta chỉ cần nhìn hơn một chút, bạn này đi phần trăm tấn công, đi phần trăm tấn công cái thủ, nói chung là cũng kiểu vậy. Theo như mình nghĩ thì nếu mà các bạn mà đi, mình nói thật đấy, bạn bạn này đam to vãi nhái luôn, mà bạn TM này nó đam to, thứ nhất là bạn này chơi cả mãn nhãn hồng nữa các bạn, nghĩa là phần trăm sát thương của bạn này to với mình, lúc nãy còn chưa nhân vào cái này nhá, 3 x 6 là 18% nữa đi. Ui nó to vãi. 25% này, 25% là 50 đi, năm cái này là 50 này, nó ra nó nảy nhanh nhấp 50 này, cộng với tính nhân đây nhá, cộng với 22 này là 7, 72 này, 72 này. 72 cộng với 18 đi, 72 cộng với 18 là bằng 90 này, 90 thêm thêm cái lúc nãy đế thính này kiểu là, ui nó nhân lên cũng phải 400% sát thương, chưa kể đột phá nữa. Ui ông bạn này, ông này mà mắc phá bảo 100 nữa thì hầu như là mấy ông kia không có cửa chơi luôn đấy các bạn hiểu không? Có rất là nhiều hướng bi, mình cũng là thằng nói là bi phần trăm tấn công này, bi theo phần trăm sát thương. Chú heo thì khác nha, chú heo là đồ của mình, nick của mình đồ rất là nhiều. Hôm nay đã 4 giờ rồi, qua ngày rồi, đây cho các bạn demo chú heo. Chú heo hiện tại đang đi vong hồn đúng không, đi vong hồn và phong hỏa thì sẽ đi tấn công ấy, thì giống cái kinh nghiệm của ai, nếu mà cảm giác minh văn của mình tấn công quá nhiều ấy thì có thể là lắp cái vong hồn vào thì nó nhân sức mạnh của cái tấn công của bạn ấy rất là nhiều.
Còn mà nick chú heo thì đang cũng minh văn thì nhà nghèo cũng đang phần trăm sát thương, hai cái phần trăm sát thương này mình đang tính là đổi thành cái tấn công mà nhưng chưa ra. Hiện tại kỷ vật của mình rất là giàu nhá, cho các bạn coi này, tấn công đúng không, thêm một kỷ vật này sát thương, thấy giàu không, cùng một vị trí số ló số 2 nhưng mình sắm hai cái kỷ vật, phần trăm tấn công và phần trăm sát thương, giàu thấy không. Rồi đây thì sao, đây là phần trăm tấn công rồi bào thương này, thấy chưa. Ấy chơi mà chơi kiểu tâm huyết với nick nhờ. Sắm đủ luôn, thích chuyển sang phần trăm sát thương có phần trăm sát thương mà chết chuyển sang phần trăm tấn công có hết, là mắc ping một cái mà đến nỗi mà đục xuyên giáp ấy. Các bạn chơi nhiều game các bạn sẽ hiểu cái tính năng mà bắn tanh chẳng hạn, bắn tanh phải đục xuyên giáp thì càng đục xuyên thì càng mạnh, chứ mà đục nửa vời đến cái lớp giáp ngoài lượng đam máu rất là cơ, vì thế đã đánh là đánh cho nó gục đầu không không đứng dậy được. Thế nhá, video đến đây thì kết thúc rồi, cũng không còn cái giải vương giả cho chúng ta xem nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video clip vừa rồi thì có thể hơi dìm anh em trong tông môn, thì tốt nhất anh em tông môn. vui vẻ nhá, không có gì nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.